Có thể nói, cuộc chia tay của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã từng gây dần dần khắp nơi vào khoảng đầu năm nay. Và gần đây câu chuyện này lại xôn xao trở lại khi xuất hiện loạt lời xin lỗi từ phía hội chị em của Thiều Bảo Trâm liên quan đến drama. Giữa lúc câu chuyện còn đang gây hoang mang, đoạn clip ghi lại phản ứng của Thiều Bảo Trâm khi khán giả gọi tên Sơn Tùng lúc giao lưu cũng được đào lại. Cụ thể, đoạn clip phản ứng của Thiều Bảo Trâm khi khán giả gọi tên Sơn Tùng lúc giao lưu đang được các fan chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội khi drama tình ái của bộ đôi lại xôn xao gần đây. Thiều Bảo Trâm đã xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc có rất đông khán giả tham dự. Nữ ca sĩ diện chiến đầm xe quy lấp lánh bó sát khoe đường cong cơ thể. Sau một màn trình diễn, Thiều Bảo Trâm đã dừng lại giao lưu với khán giả, người hâm mộ bên dưới. Và trong khi đang giao lưu, thì có thể nghe thấy rõ trong đoạn clip khán giả bên dưới đã bất ngờ hô rất lớn tên Sơn Tùng. Không chỉ một lần mà còn liên tục và rất to. Không rõ là Thiều Bảo Trâm có nghe thấy tiếng hô lớn tên Sơn Tùng từ phía khán giả hay không, nhưng sau đó nữ ca sĩ lại nói sang chuyện khác, gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cổ vũ nhiệt tình. Thiều Bảo Trâm tiếp tục màn giao lưu ngắn của mình và sau đó trình diễn ca khúc tiếp theo như chưa có gì xảy ra. Cũng rất có thể đó là một cách mà cô nàng đánh lạc hướng khán giả. Đoạn clip phản ứng của Thiều Bảo Trâm khi khán giả gọi tên Sơn Tùng lúc giao lưu thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Video đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay, mong quý vị để lại một lượt like đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.